Hiện nay, chi phí cho các loại thuốc bảo vệ thực vật, thuốc trừ sâu luôn chiếm một tỷ lệ khá lớn trong cơ cấu giá thành các mặt hàng nông sản. Việc lạm dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật cũng là nguyên nhân gây ra tình trạng ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng nguy hại đến sức khỏe người sản xuất cũng như người tiêu dùng. Một hướng đi mở ra cho người nông dân để loại trừ việc sử dụng thuốc trừ sâu. Đó chính là sử dụng những kinh nghiệm dân gian, những bài thuốc thảo mộc dùng nguyên liệu tự nhiên để giảm thiểu sâu bệnh trên cây trồng. Vừa mang lại hiệu quả kinh tế, vừa đảm bảo an toàn cho môi trường tự nhiên và con người. Vườn rau tại xã Thanh Xuân, huyện Sóc Sơn, Hà Nội là một trong những vườn rau phát triển theo mô hình hữu cơ đầu tiên tại miền Bắc, được xây dựng từ năm 2008 đến nay. Những luống rau xanh mơn mởn, những dàn cây tươi tốt được trồng luôn canh, xen canh với tiêu chí mùa nào thức nấy. Để có những thửa rau sạch trong suốt quá trình canh tác, bà con nông dân luôn tuân thủ nguyên tắc 5-0. Đó là không sử dụng phân bón hóa học, không dùng những chất biến đổi gen, không dùng chất kích thích sinh trưởng để phun, tưới lên rau. Không dùng các loại thuốc diệt cỏ, cũng như không dùng thuốc trừ sâu. Trong suốt quá trình sinh trưởng của rau, người trồng chỉ bón duy nhất loại phân hữu cơ đã được ủ hoai mục từ trước đó ít nhất 3 tháng. Sau khi bón phân, người dân phải đợi đúng thời gian cho phép mới thu hoạch rau. Xen kẽ giữa những ruộng rau là những khóm hoa cúc vạn thọ, hướng dương, nở rực rỡ. Thoạt nhìn, tưởng như những cây hoa này chỉ góp phần làm đẹp thêm không gian, nhưng thực chất, chúng có một nhiệm vụ quan trọng hơn rất nhiều, bởi chúng được gọi là những cây dẫn dụ. Các loại cây dẫn dụ này thường có màu sắc và hương thơm sặc sỡ, thu hút các loại côn trùng như bọ xít, ruồi, muỗi, bướm, các loại dây dẹp, bọ cánh cứng. Từ đó, chúng sẽ tập trung sinh sôi, đẻ trứng trên các loại cây dẫn dụ này sẽ dễ dàng tiêu diệt hơn, cũng như giảm được nguy cơ gây hại trên cây rau. Chúng tôi trồng những cây hoa dẫn dụ ở đầu bờ và ở trong những luống để giảm thiểu cái sâu bệnh hại cho cây trồng. Những cái con bướm nó sẽ đẻ trứng vào trên những cái cây hoa đó và nó sẽ lở sâu trên đấy thì là nó cũng giảm thiểu được cái sâu bệnh hại. Thế còn ngoài ra thì chúng tôi áp dụng thêm những phương pháp thủ công, ví dụ như là chúng tôi bắt thủ công hoặc là những các cái luống nào mà nặng quá thì chúng tôi có thể rác vôi bột hoặc là chúng tôi nhổ bỏ. Kinh nghiệm dân gian của bà con ta ngày trước ý, thì các bạn thấy rằng là khi vào vườn hữu cơ của chúng tôi, tại sao lại có rất nhiều hoa và các cây hoa dẫn dụ và cái cây xua đuổi như thế này, thì đấy cũng là một trong những biện pháp phòng trừ sâu bệnh của chúng tôi. Và thì cũng chính như thế mà chúng tôi lại đem thêm được một cái nguồn thu nhập nữa. Ví dụ những cây ớt chúng tôi vẫn có thể thu nhập, hoặc là những cái cây hoa dẫn dụ thì chúng tôi cũng đem lại cái màu sắc và đem lại cái sự ưu ái cho thiên nhiên hơn.
Để có được những thửa rau đạt tiêu chuẩn cả về mẫu mã lẫn chất lượng, công tác phòng trừ sâu bệnh là vô cùng quan trọng. Tại đây, người nông dân phải trực tiếp chăm sóc, bắt sâu bệnh thủ công bằng tay. Phát huy tính chống chịu của cây trồng bằng cách bón phân tốt, luân canh, xen canh, thường xuyên kết hợp với vệ sinh đồng ruộng. Áp dụng các biện pháp dân gian là cách chiết xuất nước tỏi, gừng, chiết xuất dung dịch hạt na hay bột tỏi ngâm pha cùng rượu để phun trừ sâu bệnh. Một trong những dung dịch được sử dụng hiệu quả để phòng trừ sâu bệnh gồm các thành phần nguyên liệu tự nhiên là gừng, tỏi, rượu và đường đỏ. Dung dịch thích hợp xua đuổi côn trùng, bướm, tiêu diệt sâu non mới nở. Các loại nguyên liệu được ngâm riêng với rượu và đường đỏ theo lượng thích hợp, giữ phần chất lỏng trong lọ kín, ở nơi bóng mát, làm vật liệu nguyên chất để pha loãng, dùng dần. Pha vào bình theo tỷ lệ 20cc dung dịch gừng, 15cc dung dịch tỏi, 12 lít nước. Cái thuốc thảo mộc của chúng tôi là gồm có tỏi, gừng và ớt. Cái thảo mộc này thì chúng tôi là sẵn ở trong ruộng, thế và chúng tôi luôn luôn là làm lấy, và cái tỏi, gừng, ớt này làm thì nó đều có cái tỷ lệ của nó. Chúng tôi ngâm với rượu. Trước khi được ngâm thì chúng tôi lựa tỏi lọc ra xong rồi giã ngâm như thế. Thì khi mà cảm thấy vài ba hôm nó lên men được thì là chúng tôi để chúng tôi pha. Pha với tỷ lệ là một bình 8 lít thì chúng tôi thường thường pha là 10 đến 15 ml cái rượu gừng tỏi đấy. Thế nhưng mà cái tỏi thì nó là cho bệnh. Ví dụ như là bạn vừa thấy tôi phun dưa đấy thì là nó đang bị bệnh, nhưng mà nếu mà phun nhiều quá thì nó cũng sẽ bị cháy lá. Chỉ phun một cái tỷ lệ nào đó thôi. Và phun tỏi gừng ớt thì chúng tôi phun 3 lần liền nhau ở 3 thời điểm 3 ngày cùng nhau thì nó sẽ hạn chế được bệnh. Khác với cả các loại thuốc bảo vệ thực vật hóa học là nó sẽ giết con sâu trực tiếp, phá hủy nội tạng của nó và nó chết luôn. Còn sử dụng thuốc trừ sâu thảo mộc này thì mang tính chất là cho con sâu nó say, hoặc có thể là nó bỏng rát khi nó gặp ớt. Vì cái con sâu nó mọng và nó tiếp xúc vào những cái gừng cả ớt nó cay thì nó sẽ rát. Ưu điểm của thuốc trừ sâu thảo mộc là bà con có thể sử dụng phun mà mình có thể cầm nắm và không sử dụng những không cần phải bảo hộ lao động như găng tay hoặc là khẩu trang. Có thể nếu mà mình có thể, nếu mà phun trên cây dưa chuột ấy, thì là bà con cũng có thể là hái và ăn luôn quả dưa chuột. Thì nó không phải mất cái thời gian cách ly vì sợ là hóa học thì nó sẽ độc hại đến sức khỏe. Ngoài dung dịch nước tỏi, ớt, gừng, có thể sử dụng thêm một số dung dịch được dân gian sử dụng nhiều và áp dụng có hiệu quả. Dung dịch hạt na dùng để diệt các loại dẹp và côn trùng chích hút. 1kg hạt na đập bỏ vỏ, tán bột nhỏ. Hòa cùng với 5 lít rượu trắng, sau 5 ngày bỏ ra phun. Bột tỏi dùng khống chế bệnh ghẻ vỏ cây, nấm xương, rỉ sắt hải đậu. Nghiền tán nhỏ củ tỏi khô. Bột tỏi có thể dùng trực tiếp lên cây bị nhiễm sâu bệnh. Có thể dùng phun bằng cách hòa bột tỏi với nước.
trong quá trình chăm sóc, bảo vệ cây trồng, những biện pháp cơ học được sử dụng thủ công như thu lượm dịch hại, tàn dư thực vật. Dùng vợt, túi vợt, dụng cụ để bắt. Dùng lắc, làm choáng hoặc cắt xén những bộ phận cây trồng chứa côn trùng và đem đi tiêu diệt. Ngoài ra, người nông dân còn có thể sử dụng biện pháp sinh học, đó là biện pháp lợi dụng những côn trùng thiên địch trong tự nhiên để tấn công và tiêu diệt dịch hại. Vì vậy, nên bảo tồn nguồn thiên địch, giữ cân bằng hệ sinh thái. Do trong điều kiện tự nhiên luôn có sự đấu tranh sinh học giữa sinh vật có lợi và sinh vật có hại cho cây trồng. Với tác nhân môi trường như gió, nhiệt độ, độ ẩm, một số loài thiên địch quan trọng như ong ký sinh, các loài động vật ăn thịt và loài gây bệnh như nấm, vi khuẩn, virus có thể tấn công hoặc gây hại cho dịch bệnh. Cái quản lý sâu bệnh hại của chúng tôi ý, theo cái độ tuổi sâu và phòng trừ bằng cái thuốc thảo mộc này, tôi thấy cái lợi nhuận của nó là trước tiên là đem lại sức khỏe cho bản thân tôi, chắc là cũng sẽ góp một phần nào đó sức khỏe cho cộng đồng. Thế nhưng mà cũng chính vì những cái thảo mộc như này, chúng tôi sẽ bảo tồn được những cái con thiên địch, ví dụ như cái con kiến ba khoang hoặc là những con bọ rùa hoặc là những con ếch con nhái, là nó sẽ không bị tiêu diệt. Thì nó cũng đấy là một trong những bạn đồng hành của nhà nông của chúng tôi. Với những phương pháp trồng hữu cơ hiện nay thì bà con sử dụng áp dụng những cái khoa học kỹ thuật cùng với lại những cái kinh nghiệm truyền thống để giảm thiểu cái, tức nghĩa là mình hạn chế tối đa không sử dụng cái thuốc bảo vệ thực vật hóa học, để đảm bảo cho cái sức khỏe, đầu tiên trước hết là sức khỏe của chính những hộ nông dân họ trồng trọt, thứ hai nữa là sẽ đảm bảo được chất lượng sản phẩm nông sản của họ là không có chứa thuốc bảo vệ thực vật hóa học thì gây hại đến người tiêu dùng. Theo các chuyên gia, trong tổng số lượng thuốc bảo vệ cây trồng thì có khoảng 20% được hấp thụ qua cây trồng, 15% bốc hơi, số còn lại ngấm vào mạch nước, đất, gây thoái hóa đất, ô nhiễm môi trường cũng như ảnh hưởng lớn tới sức khỏe con người. Với việc nông dân quay lại dùng thuốc trừ sâu từ cây cỏ, thực phẩm, ức chế quá trình phát triển của sâu bệnh được coi là một xu hướng sản xuất sạch. Với một nền nông nghiệp truyền thống lâu đời thì việc áp dụng những kinh nghiệm dân gian quý báu bên cạnh những tiến bộ của khoa học kỹ thuật là rất quan trọng, góp phần cung cấp cho thị trường những nông sản sạch, an toàn, bền vững.